Sao đồng chí mạnh giỏi à? Bác Hải lại nè. Very good. Con cháu bác Hải mình giỏi hết hả? Ok, sao hồi nãy giờ ngồi thiền ngủ gục được bao nhiêu ngày rồi? Muốn nghe kể chuyện tắm cám không? Yeah, save the world, huh? I'm vegan and green, huh? Vegan, go green, save the planet. Nói tiếng Việt chứ hả? Quên rồi. Hôm qua mình đọc chuyện của ông mà. Ông thầy tu có cái bị đó. Cái bịch vải á, à, túi vải á. À. Bữa nay đọc chuyện bà thầy tu có cái áo vải. Hôm qua mình đọc mình thấy cái vị hòa thượng đó hả? Có người đi ngang qua hỏi ổng cái túi vải là cái gì? Cái ổng lấy cái túi vải ổng thả cái bịch xuống đất kìa. Tại sao vậy? Tại ổng không có lịch sự hay sao? À, nói nghe coi coi. Nó khai ngộ tới đâu rồi? Hả? À, cô mà có tóc mai đó, nói nghe coi. Mắt trí huệ che lại rồi, có nghe gì không? Người nào biết, giơ tay coi. Hả? Buông bỏ, xả bỏ ha. Người nào nói nữa cho hai cục kẹo nhớ rồi. Hả? Tôi hơi không. Đằng sao? Ê, tôi có nhiều đồ nặng quá hả? À, ông chưa khai ngộ giải thích chị uổng ha. À. Nói nghe đi má. Ok. Người nào nữa? Đem cái giỏ lên coi coi. Có cái tên nào ăn được hai cục không? Vậy đó. Thank you. Tôi có hai cục kẹo đây, để đây. À. À, nói chung là cho ha. Để chỗ trái tim nữa chứ hả? Love love. Yeah. À. Tư vật chất hòa với đất luôn. Sao mà công án rồi cao kỳ quá vậy? Hai người nào đâu? À. Đừng tò mò cái vật thể bên ngoài. Đừng tò mò cái vật bên ngoài. À. Tự tại không có thấy vật chất có nghĩa là gì? Có đó còn không có. Biết rồi. Giỏi lắm. Có tên nào mà đầu óc sáng suốt nữa đâu, nói nghe coi. Thôi. Thôi bỏ hai cục kẹo đây xuống trở lại. À. Cái túi vải nó giống như là cái thân xác này sao, này sao? À, dạ. Người sao? À, cái túi vải nó cũng như cái thân xác này thì chú ý tới. À, hai người đó giống giống nhau. Hay dạ, gì đâu mà rắc rối vậy. Chắc có gì không, bưng bỏ xuống thôi. Không có gì, không bưng bưng thì bỏ bỏ, ok. Hả? À? Ông thích chuyện làm vậy thôi. Ông thích ông làm vậy thôi, hà. Hay dạ. Thì mỗi người nói cũng có một chút chút vậy thôi, nó gãi ở phía ngoài thôi. Chứ gãi bên trong không? Gãi ngoài áo á. Ok. Thì cái túi vải mà cũng phải hỏi cái túi vải là cái gì nữa. Ngu như vậy trả lời gì mà không. Bực quá thảy xương cho rồi, thấy không? Ví dụ ngồi đây hỏi sư phụ. Cái
Hột đậu phộng là cái gì? Hả? Đây nè. Ông đâu có muốn trả lời câu hỏi ngu. Ông liền xuống đó. Cái túi vải như vậy thấy rõ ràng, ngồi đó còn hỏi nữa. Rồi lát nữa hỏi ông cái túi vải trong đó có gì, tại sao ông bỏ túi lên da ông chạy mất vậy? Tại sao? Sợ quá rồi. Đứng đó nhà ông hỏi lung tung, hỏi cái móng chân ở đâu, trong móng chân có cái gì hả? Rồi hỏi trên đầu có mấy cọng tóc, lăng nhăng mà không có chuyện gì làm hả? Đi tò mò tóc mách, hỏi tầm bậy tầm bạ, mất công người ta nghe hỏi không cũng nực rồi. Dĩ nhiên là vậy đó ha, có nhiều người hỏi chuyện kêu mình vô duyên ha, cho nên ngài không trả lời là vậy đó ha. Tại vì ngày nào cũng có mấy người hỏi mấy chuyện lăng nhăng tầm phào tầm đấy, không có ăn nhầm gì tới tu hành, không có ăn nhầm gì tới vấn đề giải thoát hết, không có quan trọng gì cả ha. Như hỏi trên đầu tại sao tóc bạc vậy? Thế tôi già rồi tóc bạc hỏi làm gì? Rồi chân có mấy ngón? Thấy rõ ràng vậy cô hỏi nữa. À, thí dụ vậy đó. Thật ra ông bực mình, ở đi cho rồi đi. Mấy người ngu quá vậy đứng mất công. Mà bây giờ ngồi đó giải thích cho nó làm gì? Đúng vậy đó. Thí dụ hỏi quý vị cũng phải đứng đó không? Đi cho rồi ha. Ừ. Hỏi cái tấm truyền đơn là cái gì vậy hả? Ok, không hiểu vậy đó. Thôi dẹp. Ok. Ok. Ha. Coi thử có mấy trang nữa. Nhiều quá thôi, không thèm đọc. Mấy giờ rồi? Ok, đọc hồi khỏi buồn ngủ nha. Ngồi đó ngáy cũng vậy thôi. Sao mà giỏi quá vậy? Mấy người ngồi giỏi thiệt ạ. Ngồi vậy mà cũng ngủ được. Chật chội nóng nảy vậy cũng ngủ tưng bừng hết. Giỏi hơn sư phụ á. Ngồi kiểu đó ngủ không được đâu. Ngủ thì tôi ngủ đàng hoàng chứ không có ngủ cái kiểu đó. Có nhà thiền sư á, ổng tên là Đức Sơn. Vị này sáng lập ra một môn thiền kêu bằng Đức Sơn Tuyên Giám và Lâm Tế Nghĩa Huyền. Hai cái môn phái này rất là nổi tiếng hồi đó ha. Được rất nhiều thiền sư giảng dạy cái phương pháp đó. Đây là hai phương thức giáo dục rất là nghiêm khắc. Để cho những đệ tử mà có thể đặt mình vào một tình trạng cực kỳ khốn đốn để mới ngộ đạo được. Chứ không phải như đây, tới đây ăn cơm đã rồi ngồi đó ngủ gục. Ok, để coi thử hai vị này nghiêm khắc tới mức nào. Hai vị thiền sư nói trên á là những bậc đại hiền đại đức vang danh thiên hạ lúc bây giờ. Đệ tử đến xin học đông vô số kể. Dĩ nhiên là những người theo học á đều biết quy luật của Đức Sơn trước. Mới vô á chịu ngay đánh 30 hèo mới được vô khỏi cái cửa. Chưa vô khỏi cửa đánh 30 rồi. Trời đất ơi, vậy đó hả? Làm sao ngồi được? Quýnh vậy rồi sưng làm sao ngồi? Trời ơi, gì mà nghiêm khắc dữ vậy? Chưa có ghi danh đã bị quýnh 30 hèo rồi mới được vô. Tức là đánh xong rồi mới được vô khỏi cửa. Không biết đánh mạnh hay đánh nhẹ đây ha. Ok, để coi. Wow, bữa nay mệt quá không thèm ăn gót câu gót nha. Đi chân đất cho nó khỏe. Đừng buồn tôi nha. Tại dòm bả bận quần áo đẹp quen rồi. Bữa nay dòm bận quần áo này thấy không quen hả? Ai không quen giơ tay lên coi. Đẹp hả? Được, coi như biết nói chuyện. Vậy thì bà đọc cho mấy chuyện cho nghe. Nói là hoàng quýnh 30 bọng. Ok. Chưa bước vào thiền đường đã bị 30 bọng rồi ha. Bây giờ khổ hình này có thể khiến cho một người yếu đuối uổng mạng như chơi. Trời đất ơi, quýnh dữ vậy đó. Thôi khỏi cần hỏi rồi. Này quýnh thiệt chứ không phải quýnh vừa đâu.
không phải là đập đập chơi cho vui đâu. Đánh mà yếu là chết liền á. Wow. Người nào mà đến xin thọ giáo không những phải bị đòn đau đớn bằng gậy gộc mà còn bị hò hét vào tai khiến cho học trò tối tăm mặt mũi. Vậy mà đệ tử bốn phương vẫn kéo đến ùng ùng như trải hội. Mấy người này bị thích bị đánh đòn nha. Lý do tại sao? Tại vào thời đó hình như ai ai cũng có tinh thần muốn học đạo. Chính như vậy mà họ đã sinh ra một quả tim vô ngại, không chùn bước trước khó khăn nào. Wow. Vậy đó hả? Bây giờ mình phải mua cái gậy mới được. Wow. Đi học thiền trước khi vô đã biết là bị đòn như vậy đó. Mà đánh đau đớn, ha la hét trong tay nữa. Vậy mà cũng chịu nữa. Wow. Mấy người này có tinh thần. Cầu đạo dễ sợ ha. Cầu đạo là gì biết không? Tinh thần cạo đầu. Ok. Thì hồi đó cầu đạo là đi cạo đầu mới đi vô được chứ hả? Đây là thiền sư không à? À. Rồi ok. Đứng trước hai hàng bổng hèo nghiêm túc và những vị thiền sư thực thi hình sự dữ dằn, mà những người cầu đạo đã không ngại ngùng tiến bước, đủ chứng tỏ rằng tinh thần của họ rất vững vàng. I agree. So sánh với người thời nay có đầy đủ những phương tiện vật chất thì chắc chắn chúng mình không có một sự kiên trì như họ vậy. Có không? Ví dụ bây giờ sư phụ để hèo ở ngoài cửa kia, có ai vô không? Hả? Vô không? Thiệt không? Tôi không có nói giỡn đâu nha. À, mai thử chơi biết liền. Thôi quýnh chi cho nó mỏi tay. Để nghiệp chướng ngoài đó lăn lộn, đau khổ gần chết rồi. Vô đây đánh chi mới công ha. Đánh chi cho nó mang tiếng ác. Ở ngoài kia xã hội đánh đập đã lung tung rồi, nhiều lắm rồi phải không? Cực khổ lắm rồi phải không? À, thôi vô đây ta tha cho. Nói về Đức Sơn á, thiền sư á, thì họ nói như thế này: nếu mà muốn đắc đạo thì phải chịu 30 hèo, mà không đắc đạo cũng phải chịu 30 hèo. Tại sao biết không? Tại vì ấy, chưa vô cổng đã bị 30 hèo rồi. Thì vô đó có biết cái đắc đạo hay là không biết đâu, tùy mình chứ hả? À, cái 30 hèo đâu có cam đoan là mình được khai ngộ đâu, phải không? 30 hèo để mà bước vô khỏi cửa thôi. Rồi vô đó rồi tính sao? Như vậy mà cũng chịu vô á. Nhưng mà cái ông Đức Sơn này ha, cái lúc mà còn trẻ, ổng là một người rất là phản kháng thiền tông. Ổng không có tin tưởng gì hết đó. Ổng chỉ tin sách vở thôi. À, Kinh Kim Cang gì đó, ổng thích mấy cái đó đó. Ổng viết bình luận, nghĩa là Tràng Giang Đại Hải 5, 6, 7, 80 cuốn sách. Kinh nào cũng bình luận, kinh nào cũng đọc hết. À, ổng nghĩ rằng kinh điển là bậc nhất rồi. Cho nên thiền tông kiểu mà đốn ngộ, bất chấp kinh điển giáo ngoại biệt truyền nữa hả, là ổng không có chịu đâu. Ổng ghét môn thiền lắm. Ổng nghĩ là ngoại đạo. Mà Tuyên Giám Thiền Sư thì người họ Châu, ở xứ Giảng, tỉnh Sơn Tây. Ông xuất gia và thọ giới từ thuở nhỏ. Giới cụ túc tức là giới tỳ kheo đó, không phải là giới nhỏ nhỏ mà nguyên cả giới để mà trở thành tỳ kheo đó, thành Đại Đức Hòa Thượng. Thời thanh niên á, ông học qua rất nhiều loại kinh sách. Với trí nhớ phi thường và tài biện luận vô song, ông tự phụ là người quán thông Kim Cang Bát Nhã. Ông đã chú thích và giảng giải toàn bộ kinh sách này
Những lời chú giải của ông đã được ghi chép đóng lại thành sách và được đặt tên là Thanh Long Sơ Sào. Wow. Sách của ông trứ tác chất đầy một gánh. Vì vậy mà ông được thiên hạ tặng cho nhã hiệu là Châu Kim Cang. Wow. Tuy đã học thuộc lòng bộ kinh Kim Cang, nhưng mà Đức Sơn Thiền Sư á, lúc đầu đã tỏ ra phản đối Thiền Tông. Ông cho rằng người xuất gia ngàn kiếp học oai nghi, muôn kiếp học tế hạnh của nhà Phật mà vẫn chưa đủ đức độ để thành Phật, thì Nam Tông Thiền nói là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật liền á, ông cho là nói khoét. Mà phải tu đời đời kiếp kiếp ha, mỗi đời tu một hạnh ha, mỗi kiếp tu một chút à, nghĩa là 578.000.000 ức năm á, may ra mới sách bình bát cho Phật. À, rửa dép cho Phật, ví dụ vậy đó đi ha, chứ chắc gì đã được thành Phật ha. Mà Thiền Tông á, ở bên Nam á, nói là kiến tánh thành Phật ngay ha, cũng như là tức khắc khai ngộ của có bà Thanh Hải nào đó đó. Ông không chịu đâu. Ông nói không chịu. Không chịu. Cho nên á, ông nói rằng á, cái bộ Thiền Tông bên phía Nam là ma đạo chứ không phải là Phật đạo. Cho nên ông á, quyết tâm á, đi lên xuống miền Nam để mà khiêu chiến với mấy người đó à, khiêu chiến với mấy ma đạo đó à, dám nói là một đời thành Phật á, tức khắc khai ngộ đó ha, immediate enlightenment ha. À, ông không chịu. Cho nên ông quẩy mấy cái gánh mà kinh điển đó với những cái bộ mà sách mà ông bình luận đó đi xuống miền Nam để mà trừ ma vật đạo à, bảo vệ sinh linh à, khỏi sa đọa vô trong ma giáo. Rồi nói liền là đi liền. Ông này gông cùng mình, không sợ ai hết à, một mình thôi mà quẩy gánh gian sang đi xuống đó với một lòng tin rất mãnh liệt vào những cái bộ kinh điển của nhà Phật và cái sự mà hiểu biết của ông ta. Ông nghĩ rằng chỉ có dựa theo kinh điển là đủ rồi, tu từ 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 từ, tức là mỗi đời đọc 1, 2, 3 bài kinh như vậy đó hả, hoặc là tu hành nghĩa là bố thí trì giới gì đó ha, lâu lắm triệu ngàn ức vạn năm gì đó may ra mới lóe ngộ một chút à. Cho nên ổng từ trên ở Sơn Tây lặn lội xuống miền Nam, xách cái bộ mà kinh sơ sao của ổng xuống. Có một ông đó à, mà một lúc thì kêu Tuyên Giám, một lúc thì kêu Đức Sơn. Thôi xin lỗi nha, có một ông à. À, nhiều tên quá mất công quá à. Tôi có một tên mà người ta đã lặn lộn rồi ha. Ông này có 2, 3, 4, 5 tên. Thôi được kệ nó đi, cho ổng đi ừ. Ok, thì ổng quẩy cái gánh mà mấy chục bộ kinh điển của ổng đó với lại những cái bộ mà sách mà ổng viết ra đó, tại sách của ổng viết ra tại đâu có ai hiểu gì đâu, thì bỏ vô trong thư viện ha, hoặc là đem dạy đến những cái trường học á, mọi người đều kính trọng á, tại vì ổng viết trường văn đại hải mà. Thôi kính trọng cho rồi đi, nếu không kính ông bắt đọc xuống mất công quá, dài quá đi. Người nào không hiểu cái kính trọng cho nó khỏe à, chứ nếu mình nói mình không hiểu người ta cười mình, ta nói mình ngu à, thành ra mấy người không hiểu cũng nói hiểu à, tốt quá tốt quá, trời ơi công đức vô lượng. Tại bao nhiêu người tán thán ông á, ông mừng quá rồi, lên quá rồi à, ông nghĩ chứ mình không hiểu thôi, không ai hiểu hết. À, mấy người mà Nam Thiền Tông là ma hết, ma giáo hết, ngoại đạo à. Cho nên ông quẩy cái gánh mà kinh điển của ông đi xuống miền Nam. Địa điểm mà ông ghé lại lần đầu tiên là Long Đầm. Có một vị thiền sư kêu bằng Sùng Tín, lúc bấy giờ cũng đã lừng danh thiên hạ rồi. Ông nghĩ rằng nếu mà ông ở Long Đầm mà ông hàng phục được ha, chế ngự được cái ông Sùng Tín này á, thì bao nhiêu đệ tử hoặc là những thiền tự khác ở Nam Phương đều tan rã hết. Tại ông này một trong những vị nổi tiếng vô cùng. Nếu mà đánh bại ông này á, thì toàn Nam Phương khỏi khỏi đánh cũng tan hết. À. Cho nên khi ông đến chân núi Long Đầm á, ông ghé vô một quán trọ bên đường nghỉ chân một chút. À, định ăn uống cho no nê, nghĩa là sức lực đầy đủ rồi mới lên kia.
đập phá cái chùa với những cái thiết lý tà ma ngoại đạo đó. Thôi đi vô trong cửa quán thôi. Đức Sơn mới gặp một bà lão đang bưng điểm tâm cho khách. Cái bà lão thấy ông quẩy một gánh sách đó, nặng nề quá đi. Tôi mới hỏi chứ chẳng hay ngài mang gánh sách gì mà nặng nề quá vậy. Đức Sơn đại y mừng quá, có người để ý tới sách của mình nhiều như vậy. Hồi đó muốn có một cuốn sách đâu phải dễ. Hồi xưa mình đâu có máy in à, người ta muốn in sách người ta phải khắc từng chữ vô cái tấm gỗ hoặc là tấm đá đó ha. À, lâu lắm mà cái tiếng tàu nó cũng khó khăn nữa. Mà khắc từng nét từng chữ vô đó, rồi cái in từng miếng như vậy. Chứ đâu phải như bây giờ bấm cái nút nó in ra một hàng loạt mấy ngàn quyển, ví dụ vậy đó ha. Cho nên có được nhiều sách như vậy cũng là nghĩa là gồ ghề lắm. Thì nó không những là đắc là tự đắc về cái kiến thức kinh điển của mình, và tự đắc vậy có nhiều nhiều sách nữa, tức là ta giàu nữa. À, giàu mới có mua sách được. Hồi đó sách quý lắm, đâu có phải ai muốn mua cũng được đâu. Thường thường á, trong những thư viện của nhà vua mới có sách vở đầy đủ, còn dân thường á, muốn mua cũng khó khăn, đợi lâu lắm á. Đặt một cuốn sách chắc cũng cả năm mới có. Ok, mà ông có nhiều lắm, nặng nề nguyên cả một gánh càn khôn ở trong á. Rồi cái bà già hỏi, wow, sách gì mà nặng quá vậy? À, ông Đức Sơn đắc ý lắm, trả lời rằng đó là tác phẩm chú giải kinh Phật có tên là Thanh Long Sơ Sào, do tôi chữ tác đây. Tôi đây. Tôi là tôi đây. Trời sướng quá ha. Có người thấy ổng có sách là khoái quá rồi. Chắc đi đường mấy ngày nay chẳng ai hỏi han gì hết. Nhờ tới cái quán bà đó, bà này bà cũng mắt sáng sủa đó, mới dòm thấy sách của ổng thì nó mừng quá. Tôi đây. Ok, tôi đây là gì biết không? Bà già liền hỏi tiếp. Bà mà cái bằng làm bồi vậy mà, chứ chưa chắc chủ quán nữa. Bà già mới hỏi, văn chương của ngài dùng để giảng dạy bộ kinh sách nào vậy? Đức Sơn trả lời tiếp, Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là một bộ kinh nổi tiếng mà. Có nghĩa là thường thường á, người ta nói Kinh Kim Cang là cao đẳng lắm, ít có người hiểu được. Còn nói gì chi mà đến chuyện bình luận Kinh Kim Cang nữa. Cho nên anh chàng này nghĩa là top rồi đó ha, số 1. Wow, chắc bà mới cười. Ha ha ha. À, không, không phải vậy đó, chắc bà cười hề hề. À, có thể là bà cười. Không biết bà cười sao nhưng mà bà cười. À, tại sư phụ hồi đó đâu có đó đâu, thành không biết bà cười sao. Nhưng quý vị cười sao? Nói chuyện mà cái kiểu mà lạc nhách như vậy mình cười sao? Hả? Hả? Kha kha kha. Hả? Cười sao? Ha 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 ha. Anh chàng này vô duyên quá hả? Nói chuyện lạc nhẽo như vậy thành là bà cười cái gì ha? Không phải bà thường đâu nha. Tiền sư Sùng Tính ở gần bên thì thế nào chắc cũng bà truyền tâm ấn rồi. Phải không? Có pháp quán âm rồi hả? À, có ID card rồi hả? Mà giấu á, đâu cho không biết đâu. Rồi bà cười khà khà khà. Rồi cái bà nói rằng á, nhẹ nhàng thôi, tôi á, tôi nhà quê. À, nhưng mà tôi cũng có đọc qua một chút kinh sách Phật. Bây giờ ông cho tôi hỏi một câu. Nếu như ông mà giải thích được câu hỏi này á, thì bữa nay tôi cho ông ăn điểm tâm free of charge. Khỏi trả tiền. À, còn nếu mà ông không trả lời được á, thì sao? Hả? Phải trả tiền hả? Cái gì? Trả gấp đôi. Bỏ kinh lại. Bỏ kinh. Bỏ gì? Bỏ kinh sách lại. Đốt sách. Bỏ đi. Ê, sách trăm củi. Chú chờ mấy người sao mà ác. Ta mới tới chân ướt chân ráo mà đòi sách vở người ta viết cả mấy chục năm trời đó, gánh nặng nề tới đó rồi trăm củi. Hả? Thì cái chứ không trăm gì uổng à, chăm để chật nhà. Sao? Hả?
cái gì? Làm đệ tử của bà. Bà đâu có thâu cái thứ đệ tử vậy. Hả? Làm công ở đó. Làm công ở đó. Nhịn đói. Trả tiền lại cho bà hả? Chưa trả đâu trả. Money back hả? Đúng rồi, thì bà nói vậy nè. Nếu trả lời không được á, thì xin mời đi ra khỏi đây. Tiệm của tôi không bán điểm tâm cho những người vô tích sự. Bà già sao mà bà nghiêm quá hả? Lẽ là phải cũng đưa cho một cái alternative living flyer chứ hả? Khuyên ăn chay rồi này kia chứ hả? Cho quyển sách biếu hả? Rồi cho cái địa chỉ của Supreme Master Television á. Đóng coi giống khai ngộ chút cái đuổi người ta ra vậy. Chà, nghiêm khắc quá trời. Hồi xưa mà tu thì tu đàng hoàng, không tu mà cái kiểu mà sách vở mà đem tới là họ ghét lắm. Họ biết là cái thứ này không ăn nhầm gì. Sách vở đâu có làm cho mình khai ngộ được. Nói cái ông này là chắc là kêu bằng mọt sách thôi. Tối ngày cắm cổ vô trong cuốn kinh điển mà không hiểu gì hết cả, rồi viết lung tung bậy bạ, còn mê hoặc quần chúng nữa. Hả? Kêu bằng dẫn dắt quần chúng đi sai lầm nữa. Chứ không phải mình không khai ngộ không mà đủ rồi, còn viết sách tầm bậy tầm bạ ra nữa. Người ta đọc, người ta tôn trọng mình, nhưng mà người ta đi sai đường lạc lối hết. Tức là những người này nghiệp chướng bự lắm chứ không phải vừa đâu. Cho nên bà không có dám đánh mấy cái người này, không muốn chơi với mấy người này, làm bạn cũng không muốn nữa. Không chọn bạn ngoài chơi chứ hả? Ok, ngu như vậy mà mấy người này khó độ lắm, ý vậy đó ha. Nhưng mà bà cũng hơi nghiêm khắc hả? Nhưng mà ở đây là bà giúp ổng đó. Nếu mà mềm mỏng với ổng, ổng tưởng ổng ngon lắm. Tại hồi đó giờ bao nhiêu người mềm mỏng kính trọng ổng rồi. Nếu bây giờ tới đây mà không có đối đãi với ổng như vậy thì ổng làm sao ổng sực tỉnh lại. Ông quen cái thói mà bị người ta cung kính rồi. Tại vì thường thường ngoài người đâu biết gì đâu. Thấy ông viết tràn gian đại hải như vậy đó ngon lành lắm rồi ha. Ok. Ít ra ông cũng có thời giờ để viết. Còn mấy người kia người ta đi làm lụng cực khổ, người ta kiếm ăn, đâu có ngồi không rảnh mà ngồi không viết tầm bậy tầm bạ. Ok. Đức Sơn Đại Sư ok liền. Bà lão lên tiếng hỏi. Bà hỏi rằng trong kinh Kim Cang, tại vì ổng bình luận kinh Kim Cang thì bà dùng kinh Kim Cang bà hỏi ổng. Nhiều khi á, cái kinh điển không có phải là vô dụng, nhưng mà tùy theo mình dùng cách nào. Ông này á, đọc kinh giống như đọc mù mắt vậy, không có biết gì hết. Còn bà này đọc kinh là để mà giảng cho những người mù mắt đó hiểu. Cho nên hai người đều là đọc kinh Kim Cang hết. Và một người thì bị kinh Kim Cang kim vô, vây khốn vô. Còn một người kia thì hiểu biết kinh Kim Cang để mà giảng giải cho mọi người, chứ không phải là những người khai ngộ rồi không biết gì cả, không có đọc gì hết. Cũng phải đọc chứ, để mà người ta hỏi mình biết cách mình trả lời. Mà cái khi mà đã tu hành rồi, không cần đọc cũng hiểu nữa. Nhưng mà cũng phải đọc đặng biết trong đó nó viết cái gì, đặng mình trả lời giống y như vậy thôi. Còn nếu không mở kinh Kim Cang ra hiểu liền, khỏi cần mà phải ai giảng nghĩa nữa. Thì bà đó như vậy đó. Bà không cần phải sách đèn bao nhiêu năm mới hiểu kinh Kim Cang. Tu hành phép Quán Âm xong rồi hiểu hết trơn à. Dễ. Rồi. Bây giờ bà hỏi như thế này. Trong kinh Kim Cang á, có dạy rằng tâm quá khứ không thể có, tâm hiện tại cũng không thể có, tâm vị lai cũng không có luôn. Vậy thì chẳng hay thượng tọa định điểm cái tâm nào trong quán của tôi vậy? Điểm tâm, phải dùng cái chữ điểm tâm thôi. Điểm cái tâm gì đâu có tâm gì đâu điểm. Ý vậy đó. Bả làm khó dễ mà. Lúc này ngài đó là thượng tọa rồi đây. Tức là đó là vị xuất gia tu hành rồi, chứ không phải người bình thường. Thành ra bả không có đưa cái truyền đơn mà ăn chay cho ổng, tại vì ổng ăn chay rồi. Mình có thể đưa cái truyền đơn SOS. Ăn chay sống sanh cứu địa cầu mà. Ok. Đức Sơn Đại Sư sửng sốt. Đứng như trời trồng. Không nói lên một lời nào cả. Ông đành phải mang cái bụng đói meo và những cuốn sách để ra đi.
Không ngờ rằng một bà lão tầm thường, mỗi có một câu đơn giản như vậy mà đã đánh đổ nguyên một gánh học vấn của Đức Sơn. Tuy rằng ông đã học thuộc nguyên bộ kinh Kim Cang nhưng chưa bao giờ đụng phải một câu hỏi hóc búa đầy mẹo luật chữ nghĩa như vậy. Chẳng những bà hỏi kinh Kim Cang mà bà còn chơi chữ nữa, điểm tâm mà, điểm cái tâm nào bây giờ đó. Ok, tại ông vô đó ông muốn điểm tâm. Hỏi không có tâm làm sao điểm, điểm cái tâm gì? Bà chơi chữ mà anh chàng này ngớ ra. Tại hồi đó giờ đâu có đụng phải những cái tay cao thủ như vậy. Thường thường những người bên ngoài họ đâu hiểu gì đâu, họ thấy Tràng Văn đại hải sách như vậy họ đồng hồ ngủ gục thôi, thì nó ô hay lắm, hay lắm rồi. Nếu không nói hay sự người ta nói mình ngu, thành ra ai cũng đồng thanh nói là hay 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 vậy đó, không hiểu gì hết cả. Cái người viết cũng không hiểu, người đọc cũng không hiểu, thành ra đâu có ai mà bắt bẻ gì ông được. Cho tới giờ này đụng phải cái tay bà này, mình coi vậy là mình thấy rõ ràng là gậy ông đập lưng ông ha. Ông hòa thượng này dùng cái kinh Kim Cang và dùng chữ nghĩa của mình, bị người ta dùng cái chữ nghĩa và kinh Kim Cang của ổng mà đập lại ổng. Rồi cái Đức Sơn phải tiếp tục quậy gánh lên núi. Tuy rằng bị đánh một trận như vậy mà chưa chịu thua, bị đứng sững người vậy thôi nhưng mà chưa thua, quậy cái nguyên cả cái gánh sách lên núi luôn để gặp ông thầy bự trển á. Cái bà chủ quán này ha, chắc là một trong những đệ tử mà ha mở quán để mà tiếp đãi đồng tu mà, phải không? Ông này lạng hoàng vô đây múa rìu qua mắt thợ. Thôi lên núi rồi, gặp Tây Tổ rồi, gặp Sùng Tính thiền sư Tây Tổ. Ông tức quá, hỏi liền một câu, tại bị bà già đập rồi bây giờ còn đau mà. Lên cái gặp thiền sư cái đập liền ổng. Không phải dùng gậy đập mà đập bổ trên đầu bằng một câu hỏi. Tôi nghe nói Long Đầm là nơi rồng ẩn cọp nấp, nơi đây bao gồm những tinh túy của thiền tông Nam Phương. Nhưng mà tôi đến đây nửa ngày mà long chẳng thấy long đâu hết, đầm cũng chẳng thấy đầm. Dám hỏi thiền sư như vậy là thế nào? Ông cũng chơi chữ mà ha. Long là rồng đó mà ha. Nó lên đây sao không thấy rồng không thấy cọp gì hết. Ý có nghĩa nói là sao không thấy ai đáng giá. Toàn đồ bỏ. Cọp rồng là tượng trưng cho những người xuất chúng. Mà ổng lên ổng khinh miệt, ổng nói sao không thấy gì hết trơn. Đúng là mù mà. Mù sao thấy được. Ok. Rồi cái thiền sư Sùng Tính điềm đạm nói rằng ông đã tới Long Đầm rồi. Vậy thôi. Biết tại sao ông nói vậy không? Là không có trả lời gì nữa, cao thâm huyền bí mà chỉ nói ông đã tới Long Đầm rồi. Thì tới đó rồi còn nhiều chuyện, phải không? Tới đúng rồi vậy thì tới đó biết đó rồi còn nhiều chuyện. Những người thiền người ta biết ở đây là biết ở đây thôi, không có rắc rối lộn xộn. Không có hỏi này hỏi kia, không có biện bạch lung tung có chuyện gì đâu. Tới cái chỗ đó thì tới rồi thôi. Thì trả lời một câu gọn gàng thôi, ông đã tới Long Đầm. Ý nói là sao mà nhiều chuyện quá. Ok. Cool. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng trong vòng nửa ngày thôi mà anh Đức Sơn đại sư á bị đánh bại hai lần. Có năm chữ thôi mà Sùng Tính thiền sư á làm như là búa bổ vô đầu ổng á. Trời, ông đại sư Đức Sơn này xấu hổ quá. Từ giã ra đi. Nhưng mà Sùng Tính thiền sư cố cầm giữ lại. Thấy cũng có đường cứu được, biết hổ thẹn là cũng có thể được rồi, chứ không phải đứng đó mà kêu bằng đánh binh bông hoài. Cái là nói một câu trả một câu, nói một câu trả một câu, giống binh bông á ha. Thành ra ông thấy cũng được, cũng biết xấu hổ, cái là có lòng khiêm nhường thì cũng có chỗ dạy được. Cho nên thì ổng nói thôi ở lại chơi, uống trà đi, biết cũng đói rồi. Tại vì ổng biết là ở dưới kia bị đập rồi. Đập mà đói bụng mà vác cái gánh sách bự như vậy thì chắc cũng sắp xỉu rồi. Chắc là vị thiền sư này có lòng nhân từ ha. Hoặc là ổng nghĩ là sợ ông này ông chết đói đây, cảnh sát tới mệt tôi. Thôi thà để ông ở lại ăn miếng cơm rồi tính sau. Ok. Thì bữa đó ha, cái đại sư Đức Sơn ngồi cú rũ ở ngoài sân chùa, không có vô trong cửa chùa.
Sùng Sùng Tính Thiền Sư bước ra mới hỏi rằng: sao ông còn ở ngoài đó mà chưa chịu vào đấy? Nghĩa là sao chưa nhập môn, sao mà còn đứng lẩn quẩn ở bên ngoài vòng của trí huệ như vậy, ý như vậy nữa luôn à. Đức Sơn trả lời: trời tối lắm, ui không thấy đường. Biết rồi, mù mà à, đúng là không thấy đường thiệt đó chứ. Sùng Tín mới thắp ngọn một ngọn nến đem ra. Đức Sơn vừa định tiếp lấy ngọn nến thì Sùng Tín Thiền Sư thổi tắt đi. À, tự nhiên Đức Sơn khai ngộ liền. À, biết tại sao không? Trong khoảng chợp mắt giữa trạng thái từ sáng biến thành tối, ông đã thực sự khai ngộ và trực tâm của ông đã nhận ra chân lý của thiền. Ông cung kính bước ra làm đại lễ trước mặt Sùng Tín. Hả? À, sao dễ vậy? Biết sao mà ông khai ngộ liền không? À, có biết gì không? Không, không biết gì hết à. Đâu phải cái ngọn đuốc mà ông khai ngộ. À, cái truyền tâm ấn của đại sư. Có thể là bữa đó ổng được truyền tâm ấn rồi, nhưng mà ổng còn mặt mày nhăn nhó, còn nghĩ tới cái bà chủ quán ở dưới kia chưa có xả bỏ được, cho nên cái lúc ngồi thiền không thấy gì hết trơn. À, hoặc là Sùng Tín Thiền Sư để cho đệ tử truyền tâm ấn thôi, có thể vậy thôi. Rồi tại vì ổng thấy đệ tử còn chưa có ngang hàng với mình mà gì truyền tâm ấn cho tôi, có thể ổng là thượng tọa rồi, còn đệ tử của ngài Sùng Tín á, có thể là tỳ chú tiểu nào đó thôi, mới vô thôi, hoặc là cũng có thể là một vị tại gia thôi mà được sư phụ chỉ định cho truyền tâm ấn đó mà. Ví dụ như nhiều khi sư phụ cũng phái mấy vị xuất gia đi truyền tâm ấn bên ngoài đấy. Nhiều khi những vị đại đức hòa thượng tu lâu rồi đó, nghĩ xong mà phái đứa nhỏ qua trẻ trẻ qua truyền tâm ấn, nhưng mà đâu có ăn nhầm gì. Cái thân thể đâu có phải là điều quan trọng trong cái việc truyền tâm ấn. Mẫn đâu phải người đó truyền đâu, phải không? Truyền là lực lượng của vũ trụ mà. Ok. Cho nên cái khi mà ổng chưa có khai ngộ nhiều lắm á, hoặc là không có cảm thấy mà hài lòng với cái sự truyền tâm ấn á, ổng ngồi cú rũ bên ngoài á, có nghĩa là cảm thấy đi tới đây mất công mà truyền tâm ấn cũng vậy thôi. À, cho đến khi Sùng Tín đi ra, rồi chắc ổng cầm cái đèn đem ra, nhưng mà anh chàng này tưởng đâu là đem đèn đưa cho ổng. À, ổng cầm lấy tay, tức là Sùng Tín không có ý là đem cái đèn ra cho ổng. Tính dẫn ổng đi vô, nhưng mà ổng tưởng là đưa cho ổng, ổng cầm lấy thì Sùng Tín tắt đi. Thì có nhiều khi, thí dụ như quý vị ngồi thiền nhiều khi ha, thấy sáng đèn sáng vậy thì không thấy gì cả, mà tự nhiên tối tối thui cái tự nhiên thấy hào quang sáng rực, phải không? À, nhiều khi cái vị thiền sư á, họ truyền tâm ấn một cách khác. Thành ra cái lúc mà Sùng Tín đi ra thì có cái lực lượng của vị thiền sư truyền cho ổng đó. Hoặc là có thể là đụng trên cái mắt trí huệ ông một chút trong cái lúc tối đó, ông bừng ra liền. À, trong lúc đó ông mới biết rằng không cần mắt mà thấy được, không cần tai mà nghe được, phục rồi. Cho nên thấy rõ ràng có hào quang rồi, nghe âm thanh của Phật tánh rồi thì dĩ nhiên phải quỳ xuống bái sư thôi. Ok, vậy là xong. Cái Sùng Tín đại sư mới mỉm cười hỏi rằng: ông đã thấy được những gì? Thì Đức Sơn trả lời rằng: kể từ ngày hôm nay, tôi không dám hoài nghi vào đầu lưỡi của những lão hòa thượng nữa. Ý là ông đã thấy hết rồi, biết hết rồi. À, những vị lão hòa thượng hồi xưa đó, ý nói là những người tu hành hồi xưa, họ viết lại những cái thể nghiệm của họ, hoặc là họ nói họ nhìn thấy cái này cái kia đó. Thì bây giờ ông cũng nhìn thấy y như vậy. Cho nên ông nói rằng tôi không còn hoài nghi những vị lão hòa thượng nữa, những vị tu hành trước mình đó mà. Ok. Ngày hôm sau hả, Đức Sơn mang nguyên một gánh thanh long sơ sao mà ông đã tốn công trình hơn 20 năm để trứ tác ra giữa chùa châm một mồi lửa đốt cháy sạch tiêu. Đúng gì đó, đúng rồi. Để làm gì hả, chặt chỗ. Bây giờ biết là mấy đồ vô dụng, đúng y như vậy đó. À, tức là ông thiệt là khai ngộ rồi đó. Nếu một người không khai ngộ không bao giờ làm như vậy được. Tại vì cái lòng chấp nhất 20 năm công trình nó viết ra rồi in ra rồi đi đâu cũng gánh theo. Bây giờ tới đó khai ngộ đố có chừng. Vô dụng mà. À, toàn là những từ ngữ trống không, không có ích lợi gì cả.
nói tới nói lui vậy, chật giấy uổng công uổng mực, cho nên bây giờ ông biết rồi. Từ đó trở đi ha, Đức Sơn Đại Sư đã có thể vượt qua những chướng ngại của chữ nghĩa, của văn chương, phá vỡ cái vô cùng của ý thức và khai phóng được tất cả những lực lượng tiềm ẩn bên trong. Khai ngộ rồi thì dễ mà ha, thông mà. Okay. Bây giờ ha, để coi ông đã thành đạo rồi, bây giờ ông dạy học trò cách thế nào đây? Ok, coi từ đây chứ. Trong cái trường thiền của ông, có một hôm kia ha, Đức Sơn thượng đường, tức là lên ngồi trên đây đây. À, bây giờ thành đạo rồi, giờ có đệ tử rồi nha, ngon lành ha. Nói với đệ tử rằng, bữa nay ha, cấm tất cả mọi người không được nói chuyện gì cả. Người nào nói sẽ bị đánh 30 trượng. Ở ngoài kia đã đánh rồi, vô đây thì quýnh nữa. Ở đây sư phụ chỉ sơ biểu đừng nói chuyện thôi, sợ làm phiền hàng xóm. Mấy trăm người như vậy mà nói ào ào lên ai chịu nổi. Với lại để mà mình chú tâm niệm hồng danh, với lại chú tâm để vọng bên trong ha, cho nó có định ở đây. Lúc mình ở đây càng định càng tốt, càng định thì càng câu thông với nhau, câu thông với sư phụ bên trong. Thì lúc đó có một người đệ tử bước ra đến lễ Phật thôi, Phật là Phật gỗ đó mà, tượng Phật á. Đức Sơn sai người căng đệ tử đó ra đánh đòn. Đệ tử này cất tiếng hỏi, con ngậm miệng từ nãy giờ không có hỏi đến một câu, tại sao sư phụ lại đánh con? Đức Sơn hỏi rằng, ngươi là người ở vùng nào? À, anh chàng nói, đệ tử là người xứ Tân La, tức là miền Trung Triều Tiên bây giờ đó. Chà, từ Đại Hàn qua đó học ha, xa xôi ha, qua bên Trung Hoa học. Đức Sơn mới nói rằng, trước khi ngươi chưa xuống thuyền đã đáng đánh 30 trượng rồi. Lời nói có nghĩa là chưa ngộ đạo là đáng đánh đòn, chưa xuống lạy mà đã được đánh đòn, tại sao? Thấy không? Thành ra còn ngu quá, còn chấp chấp nhất tượng á. Thí dụ bây giờ quý vị đã khai ngộ rồi, quý vị muốn lại tượng Phật, ông có sao? Mình khai ngộ mình lại gì cũng được. Còn cái người này á, lại không phải khai ngộ mà lại. Ông đã nói đừng có nói chuyện gì hết, mà cũng chạy ra để nói là tôi đâu có nói gì, tôi đi lại Phật được. Ồn ào quá đi, ồn ở trong tâm á. Với lại không có khai ngộ mới như vậy, ồn ào. Có một lần kia nữa, Đức Sơn Thiền Sư nói với chúng đệ tử rằng, hôm nay á, nếu ai mà hỏi bất cứ câu gì đều sẽ bị tội, kẻ nào không ngộ hỏi là người ngoan. Ok, có một vị tăng bước ra lễ Phật nữa. Trời ơi, sao không có chịu mà coi cái gương của ông kia bị quýnh đòn rồi cũng dám bước ra lễ Phật nữa, trước mặt của thầy nữa. Cái Đức Sơn cũng sai đệ tử nọc ra đánh luôn. Ông đệ tử này kêu oan, quay 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 quay, con có hỏi điều gì đâu, có phạm quy luật đâu mà sư phụ quýnh con. Đức Sơn điềm đạm trả lời rằng, đợi cho đến lúc nhà ngươi mở miệng hỏi thì con có thể làm gì được nữa. Thôi quá sức rồi. Tới đó là nghĩa là đã tuột xuống xa quá rồi. Cho nên ông đánh trước đặng cho khai ngộ mà ha. Đức Sơn Thiền Sư trước khi ngộ đạo và sau khi ngộ đạo rất là khác xa ha, là như hai người khác biệt vậy đó. Trước khi khai ngộ thì ở bên ngoài của ông rất là bình thản, coi như là rất là kiêu căng và bình thản. Nhưng mà trong lòng thì lúc nào cũng sóng gió dập dồn. Sau khi khai ngộ rồi á, lúc bên ngoài của ông có vẻ rất là uy mãnh và hung hãn, nhưng mà nội tâm của ông rất là trầm tĩnh và bình lặng. Cái đó mới đúng là sự bình lặng thứ thiệt. Thì những người như vậy á, mình biết rằng họ đã chiến thắng chính mình rồi. Ngài đánh đệ tử phải là ổng giận ổng quýnh ông. Đi ra lại tượng Phật nhiều giận. Hả? Muốn giận cũng khó, phải không? Tại sao quýnh vậy? Hả? Tu hành không có chuyên tâm, vô đó ngồi đó mà còn chưa khai ngộ gì cả, uổng công ăn chao của chùa.
những người kêu bằng tới đó rồi mà còn chấp nhất cái kiểu mà đi ra lại Phật rồi đặng mà trước mặt thầy đặng là thầy nghĩ là ôi da cha tu hành ngoan ngoãn không hiểu gì hết trơn, Phật sống ngồi đó không lại huynh là phải à. Nhưng mà thôi tôi không huynh mấy vị đâu, đừng sợ. Huynh gì mà công. Cho nên những người tu hành đó hả, thầy thấy biết liền ha, nó làm bộ lại tới lại lui kiểu mà rất là đạo mạo quá, chăm chỉ tu hành kiểu đó hả, đâu có qua mắt được ai. Còn làm bộ ra đó lại để cho thầy thấy mà, làm như là mình hiền lắm, mình không nói chuyện không hỏi gì hết, nhưng mà đi ra lại Phật kiểu ồn ào để cho gửi cái sự chú ý của thầy nữa, kiểu đó ồn ở trong tâm á. Những người này không cần hỏi, không mở miệng ra la lối gì cũng ồn quá trời, hiểu chưa? Tâm không có ổn, không có khai ngộ. Cho nên nhiều khi thầy đánh như vậy đặng cho nhớ mà để kiểm thảo cái tâm của mình. Ồn bên trong á khó hơn là ồn bên ngoài, thấy không? Nếu quý vị biết rồi mà ở nhà cũng vậy thôi, nhiều người á không nói chuyện với mình nhưng mà đi tới đi lui làm cho mình lúc nào cũng biết người đó ở gần bên á ha. Nhiều khi ở xa xôi mà cái tâm của họ cũng níu kéo tới mình làm cho mình cũng bực bội ở nhà nữa à, thì những người đó là vậy, không có khai ngộ, mệt lắm. Rồi, cảm ơn ha. Ngồi ngoài vườn vui hơn ở đây. Ở đây nực quá. Ở đây nghiêm túc quá. Ok. May chừng nào ra lấy kẹo bánh ha. Ok. Dòm rồi. Ok, sư phụ đi thăm mấy người tàu. Ok hả? Ok. Ở ngoài vườn tốt hơn, ở đây nực quá. Ngồi cao quá cảm thấy giống như thầy tu. Giống như thiền sư. Hey, good.